ơi, em đi gì mà đi nhanh thế? Mà có chuyện gì cơ? Đi nhanh lên, em dẫn nay ăn cái này hay lắm. Em cam làm gì mà cứ tần tần bí bí từ nay tới giờ, cứ kéo mình đi, đoạn mình xem bắn được cơ. Em dẫn anh đi xây mẹ cá của em. Đâu cá đâu? Đây, màu đen đây này. Ui, em cam bắt được nhiều cá chưa các cậu ơi? Mấy cái, ô, nó bơi được này. Cá gì đây mà sao trông nó lại màu đen nhỉ? Ui, mình đưa tay xuống là nó bơi 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 được này các cậu ơi. Bơi đi bơi đi. Ui, nó bơi được thật. Anh biết rồi, em cam bắt cá con đúng không? Mấy con này bé bé thế này chắc chắn là cá con rồi. À, bắt cá con về nuôi cũng hay đấy. Ui, nhưng mà sao con cá này nó có mỗi một cái đuôi đuôi ở đằng sau này các cậu? Đây này các cậu ơi. Ui, nó bơi này. Ô thế nhưng mà các cậu có nhìn thấy không? Cái con cá này của em cam sao trông nó có mỗi một cái đuôi đuôi nhọn nhọn thế này mà nó không có vây nhỉ? Bình thường cá này phải có vây mà. Nhưng mà nó không có đuôi mà nó vẫn bơi được này. Ui, sao sao cả ba người đó này. Ôi ôi, nòng nọc gì mà nó đầy ở bể cá thế này cơ? Thế thì bọn mình phải vớt nó đi thì mới thả được cá cam ơi. Bây giờ để anh về anh lấy đồ để vớt nhá. Tên 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 tên. Bây giờ tớ với em cam sẽ ngồi đây vớt hết chỗ nòng nọc này ra nhá. Cam một cái, anh một cái. Đấy, bây giờ mình sẽ vớt xem ai vớt được nhiều nhá. Ui trò này hay đấy. Nào 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 nào. Ui, bọn này nó chạy nhanh đây, nhanh đây. Ui. Đây, anh vớt được một con rồi nha. Cam cũng vớt được một con rồi cả. Đây, 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 đây. Vào đây. Thôi, 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 thôi. Đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Tớ lại vớt được, ôi, thôi rồi, thôi rồi. Mấy con này à, nó trơn lắm, nó bơi nhanh như cá luôn ý. Đấy rồi, đây rồi. Em vớt được rồi nè. Đây. Anh cũng vớt được một con rồi nha. Bọn em vớt được một con em hả? Bà trước rồi. Đấy, ui, con chưa nó bơi nhanh kìa. Đây, 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 đây. Anh ngồi ở trước luôn kìa kìa. Bỏ ra, chạy ra, chạy ra, chạy ra. Nòng nọc làm sao mà nghe thấy cậu còi được? Yeah. Mà cái gì đây? Đồ mới của tớ đây. Đồ mới à? Tớ đang định ra đây. Bẩn hết cả tay, ngã bẩn hết cả tay tớ rồi đây này. Bắt đèn thì tớ tịch thu cái này. Hả? Cái này là cái gì? Cái lều à? Ây ây, cậu mà lấy thì tớ dùng bằng cái gì? Đấy là cái lều đấy. Tớ đang định rủ hai anh em nhà cậu tối nay đi picnic không? Đi picnic nha. Đúng rồi, nhưng mà vào buổi tối cơ. Đi cắm trại qua đêm à? Đúng rồi. Thế nhớ đâu có ma làm sao? Không, chúng mình có ba người cơ mà, sợ gì ma. Này Cam ơi, này Cam ơi, thôi đừng bắt nóng nóng nữa. Chị bảo, chị Trang bảo rủ bọn mình đi picnic đây, có đi không? Picnic nha. Ờ, con luôn. Ta da, bây giờ chúng mình sẽ cắm trại ở đây nha. Đấy, chiếu này ra đây này, cho sạch trước đã. Em Cam, ngồi vào đây nào. Rồi, bọn mình ngồi đây xem hôm nay bạn Trang chuẩn bị được những cái gì rồi nào. Cái này là cái gì đây Trang? Cái hộp đồ picnic đây. Biết là lèo rồi nhưng mà tất cả các cái đồ cắm trại nó có ở trong cái hộp này hết. Tất cả đều có trong đây ăn. Đúng rồi. Anh nhìn. Cái gì hả em? Vậy nắp hay sao ấy? Ồ, có cái gì đây? Đồ ăn được à? Đúng wow. Rồi. Có cái gì này? Xoong nồi bát đĩa đó. Wow. Để chúng mình còn nấu nướng ha. Thế còn cái này là cái gì? Cái đấy để bóc bếp. Bóc bếp như thế này này. Cậu nhìn đây chưa? À, ba cái này chúng mình là nhóm củi đây này, nấu đồ ăn. Ôi, đây là củi đúng không? Đúng rồi.
Wow, cái bộ đồ đấy đầy đủ phết đấy nhỉ. Đấy, còn đây là cái gì đấy? Cái lều để buổi tối chúng mình á. Mà có nhiều muỗi quá, nhiều côn trùng quá, chúng mình sẽ giải cái lều lấy ra, chúng mình chui vào đấy ngủ. Cái này là cái gì? Cái này là cái gì nữa mà cũng không biết hả nhím? Đúng rồi đấy, bạn nhím này gà thật đấy. Chắc phải ít đi picnic đúng không? Cái vỉ nướng ấy đến nữa, chúng mình á nhóm lửa bên dưới, đặt cái vỉ này lên xong giải một lớp xúc xích lên trên để nướng xúc xích ăn. Vẫn còn đây này. Cái này là cái gì? Lửa đấy cậu. What the hell? Ôi, cái này này, đôi em gái biết cái này là cái gì đây? Cái gì đây? Con gà mà trông như người các cậu ơi. Đây là chân này, đây là hai cái tay nó này. Con gà chặt đầu rồi. À, con gà bị chặt đầu rồi, con gà quay. Để xem nào. Cần câu cá này. Ở đây làm gì có cá mà câu? Đây không phải là cái cần câu cá. Đây là cái xiên để quay con gà. Nhìn đây này. Đâu? Tớ cũng đang chưa biết nó là cái dụng cụ gì mà em Cam đã biết rồi á. À, làm gì? Xiên vào con gà đây. Như nào? Đây này, xiên vào xong rồi mình sẽ bắc mình quay. Quay trên bếp lửa. Đúng rồi, quay trên bếp lửa. Chà, em Cam am hiểu đấy. Đúng là chuyên gia đi cắm trại đúng không? Cái này là cái gì? Một cái túi cậu ơi. Túi này. Túi kiểu dạng như là túi đựng đồ ấy. Hả? Không phải. Đúng à, rồi. Đúng rồi. Túi dù để đựng đồ. Thế sao nó lại có cái này? Sao nó lại có cái này nhỉ? Để hai cái dây đeo đằng sau ấy cậu. Kiểu như ba lô ấy. Đâu? Không phải đeo như thế. Đeo như thế này thì làm gì có nhìn thấy gì. Đưa đây. Hình như là phải đeo như thế này nè. Đúng rồi. Đấy, cho đồ vào. Xong là mình cho hết các đồ này đây, vào. Cho đồ vào đây. Đây như thế này đúng không? Đúng rồi, để di chuyển đi khắp nơi. Hai em nhà cậu chuẩn bị bếp than cho tớ nhá. Để lát nữa nướng đồ ăn. Tớ còn mua 3 túi đồ ăn à, hơi bị xịn luôn. Đồ ăn của Hàn Quốc ấy toàn phô mai xúc xích thôi. Chắc hai em nhà cậu chưa ăn bao giờ đâu. Còn để tớ chuẩn bị lều. Để tối nay chúng mình sẽ chui ở đây ngủ nhá. Ui. Lều gì mà trông như hình quả trứng nhỉ? Lều đi cắm trại picnic đây. Nó phải kiểu thế. Chứ không phải cái lều con gà con vịt giống hai anh em nhà cậu đâu. Đấy, sao phải chui vào trong này. Đây. Lối chui đây em Cam ơi, đấy. Wow. Đấy. Cả 3 người chúng mình sẽ chui trong này ngủ. Ngủ ban đêm nhá. Nào để chị chui vào. Here we go. Chị ngồi góc này. Đây, chị ngồi góc này à. Ôi, cái lều đấy bé quá thì phải. Lều này hình như là chỉ vừa với em Cam thôi cậu ơi. Rõ ràng tớ bảo họ bán cho tớ cái lều mà để 3 người ngồi vào cũng vẫn được cơ mà. Mà tớ chui vào thế nào mà nó kín hết lều rồi cậu ơi. Không sao cả, bé không được. Bởi vì nếu mà trời tối thì mình phải cử ra một người để canh đồ ở bên ngoài. Còn hai người đi ngủ. Khi nào mà tớ buồn ngủ tớ sẽ canh ban đầu nhá. Khi nào tớ buồn ngủ thì tớ vào, cậu lại ra đổi chỗ cho tớ cơ mà. Lo gì. Bây giờ bọn mình ra làm đồ ăn đi. Bây giờ để tớ bắt đầu làm bếp nha. Đầu tiên này, mình sẽ phải nối 3 cái này thành hình tam giác này để cho nó có thể đứng vững được. Đấy. Các cậu nhìn thấy chưa? Như thế này là chắc rồi đấy. Sau đó tiếp theo mình sẽ treo cái nồi nước này lên này. Đấy. Và cuối cùng mình sẽ đặt ngọn lửa này ở dưới. Nhưng mà trước khi đặt ấy mình phải bật lửa lên đã. Đấy, lửa cháy rồi này các cậu ơi. Wow. Bây giờ mình bắt đầu mình cho đồ ăn vào bên trong này nhá. Chỉ cần một lúc thôi là đồ ăn sẽ chín đấy các cậu ơi. Đồ ăn đâu Trang ơi, cậu chuẩn bị gì rồi nào? Còn cái phên này ấy, mình sẽ lắp vào 2 cái que trống này nhá các cậu ơi. Lắp thật chặt vào đây. Các cậu biết để làm gì không? Để tí nữa mình nướng xúc xích. Đấy. Nào. Ồ, trông có vẻ như là cái này đang bị lệch. Mình cho nó vừa thôi thì nó mới chắc được. Được rồi, như thế này là chắc rồi đấy. Ồ, cái bếp bên này của mình đâu rồi nhỉ? Vừa đây mình để đây cơ mà. Sao đâu rồi nhỉ? Ôi dồi ôi, em Cam lại vác bếp trong lều. Thế này mà nó cháy là cháy lều đấy. Mang đây ngay. Phải để ở đây.
Quang ơi, tớ chuẩn bị xong bếp rồi đây. Thế hôm nay cậu có món gì mang ra đây tớ xem nào. Các bạn ơi, tớ có một cái ấm nồi đây. Để tớ thử nhớ nhanh trên trời xem có gì không nhỉ. Ta-da, đồ ăn đây. Nhìn xịn xò không? Bánh cuộn xúc xích. Em Cam có thích không? Cái này là bánh phô mai à? Bánh quấn xuể nhân phô mai mozzarella. Bánh cuộn xúc xích và đây là... Thế ok. Nhưng mà toàn món hot đấy, cực kỳ ngon luôn. Wow, em chưa ăn bao giờ. Đúng rồi, làm sao mà em Cam ăn được? Mấy cái món này đắt tiền lắm đấy. Wow. Sao bên ngoài nó sần sần thế này cơ mà? À, mấy cái này phải nướng lên cậu ạ. Xong sau đó khi mà ăn ra thì nó sẽ tan chảy ở như cái hình này này. Đấy. Trong này nó có bao nhiêu cái bánh nhỉ? À, 2 túi, mỗi túi 3 cái bánh, tổng cộng là 6 cái bánh. Thế còn bên này để xem nào. Nó cuộn này ra nhá. Ôi, cái bánh này trông ngon đấy. Wow. Đùi gà. Cũng phải đùi gà. Bánh cuộn xúc xích phô mai cậu ơi. Nhưng mà người ta làm hình cái đùi gà này. 3 cái này. 1, 2, 3. Thế nào, mỗi người một cái nhá. Nhưng mà chúng mình phải chế biến đã. Để mở lốt cái này ra xem nào. Em ăn đùi gà. Em ăn đùi gà, chờ một lúc. Cái bánh này tao mới thích như này. Kéo phô mai dài ra như thế này này. Wow, cái này trông như cái quẩy ấy cậu ơi. Xoắn này. Quẩy. Bây giờ chúng mình đi chế biến đồ ăn thôi. Sau khi đã nhóm lửa lên rồi thì mình bắt đầu nướng đồ ăn thôi. Cho cái xúc xích lên đây này. Wow, 3 cái xúc xích luôn nhá. Ngon. Đấy, 4 cái này, mỗi người một cái. Lửa đang cháy to lắm rồi này. Còn cái nồi bên này ấy, mình sẽ dán cái bánh này. Úi dồi ôi. Ô, vừa nãy mình gầy lửa ở đây cơ mà. Cam, giải anh lửa đây, lại mang đi đâu rồi? Em không biết. Rõ ràng vừa anh để cục lửa ở dưới này cơ mà. Anh đi quẩn lại ở đây chả có ai cả. Chỉ có mỗi anh với em thôi mà. Không biết nè. Cái tay bỏ ra sao nào? Tay có gì đâu. Đứng lên sao nào? Đứng lên. À, đây rồi. Em cái lửa của mình đi. Quên, chưa bật lửa. Bây giờ bật lửa lên nhá. Đấy, đặt xuống đây. Tiếp theo này, cho một cái bánh nữa này. Ui, đang chiên thơm nước lên rồi. Một cái bánh nữa này. 15 minutes later. Wow, đồ ăn đã chín rồi. Từ từ em Cam, bỏ tay đấy. Để chị mở cái vùng này ra xem cái bánh tròn đã chín mất chưa nhá. Wow, nhìn nè, chín hết rồi. Bây giờ chúng mình sẽ cho chiếc bánh này ra đĩa trước nha. Ok. Wow, thơm lắm luôn các bạn nhà mình ơi. Cho từng cái bánh tròn này ra đĩa nha. Một chiếc bánh nè. Em ăn cái bánh này. Ok, em ăn trước đi xem có ngon không. 2 chiếc bánh này. 3 chiếc bánh này. 3 bánh, mỗi người một bánh tròn. Yeah, đây, cái bánh này ngon không? Ăn ngon không em Cam? Ngon nè. Còn để chị thử ăn cái bánh phô mai kéo sợi này xem có ngon không nha. Chị thử kéo ra đi. Kéo thế này. Ồ, nó đứt luôn rồi. Chứ nó không được kéo sợi dài ra như ở trong cái hình vỏ túi đâu các bạn ơi. Nhưng mà ăn thử xem nó có ngon không nhá. Đây là bánh ngọt các bạn ạ. À, bên trong là nhân phô mai. Thơm ngon béo ngậy. Em thử. Em Cam thử xem ngon không. Bánh nào ngon hơn? Bánh đấy ngon hơn á. Còn tớ, tớ sẽ ăn một cái bánh tròn tròn đồng tiền này xem nào. Ok. Thơm. Bánh này cũng có nhân các cậu ơi. Bên trong cũng là nhân phô mai và xúc xích. Có cả xúc xích ăn, có cả mặn mặn cậu ạ. Ồ, mà cái phô mai này của cậu kéo sợi này này. Bánh này ăn ngon đấy.